Vâng, xin chào các bác. Ngày hôm nay thì em vừa mới về một chiếc xe Matiz nhập đời 2007. Chiếc này là chiếc form Spark rồi, nhưng nó vẫn là Matiz. Matiz nhập nhá, 2007, và chiếc này là chiếc số tự động. Bên em đang bán với giá là 145 triệu đồng. 145 triệu đồng một chiếc xe Matiz nhập đời 2007 luôn, màu vàng. Em tiến gần lên cho các bác xem nhé. Chiếc xe trang bị màu vàng và form dáng nó còn nguyên vẹn nữa nhé, khá là nguyên vẹn luôn. Và la răng đúc theo xe lốp thì còn khá là mới và đẹp đấy ạ, khá mới và đẹp đấy. Thì em vừa mới lấy về, nó đang xước sát một tí này, thì em sẽ đi sửa, đi sơn tỉa cho các bác hết cho nó ngon lành sạch sẽ nhé các bác nhé. Vâng, một chiếc Matiz nhập, chiếc này vừa bắt đăng kiểm được 2 hôm xong thì em mới lấy về và đăng kiểm luôn. Em cho các bác xem về cái phần nội thất này. Nội thất chiếc xe này thì còn khá là đẹp đây, từ keo chỉ zin đét nước, keo chỉ zin luôn nhé, không có một mất một phân nào, không có một phân keo chỉ là xe còn khá chất nhỉ. Tất cả về tác ly tác lô nó rất là đẹp. Chiếc này thì 100% là không chạy dịch vụ taxi. Nội thất đây, về ghế thì vẫn là ghế lỉ nguyên bản theo xe, tất cả nó còn nguyên hết nhá các bác nhá. Đây là những cái dòng xe mà cực đẹp như vậy. Ghế sau cũng đẹp đây. Túi khí, vô lăng túi khí này, vô lăng này, vô lăng trông thì nó rất giống vô lăng của Spark rồi, nhưng mà nó là vô lăng của Matiz. Và túi khí đây, số tự động các nhá, số tự động máy 0.8 và máy móc thì cực ngon luôn, chạy khỏe. Và chiếc này điều hòa mát, gầm bệ chắc chắn, không có mục mọt gì, không mục mọt gì luôn các bác nhé. Em cho các bác xem cái cửa sau đây. Về keo chỉ chiếc xe này thì các bác yên tâm rồi, không mất một chút nào luôn, không mất một chút nào. Đấy là có tuyệt vời như vậy. Xe nhập cho nên là khá là chất, cứng. Lỉ, ghế lỉ vẫn nguyên bản đây. Vâng, một chiếc xe Matiz nhập đời 2007 các bác nhé. Em đang bán với giá là 145 triệu đồng. Bác nào có nhu cầu mua thì hãy liên hệ với em theo số điện thoại ở bên dưới, và địa chỉ các bác xem xe là 59 đường Ngân Định, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương. Chiếc xe này là biển 51A biển Sài Gòn nhé. Các bác nào ở trong Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh mà mua chiếc này thì cũng hợp lý, không phải sang tên đổi chủ nữa. Và em cho các bác xem về phần máy chiếc xe này. Về keo chỉ thì các bác yên tâm là nó không mất một phân nào luôn, cho nên là xe nó không bị đâm va. Đây ạ, cả hai cái này nhìn thấy bác ấy, không bị đâm va nhé. Rằng đây còn khá là đẹp, không bị đâm va xô nhất gì. Xe máy móc còn ngon êm, chạy bốc đều hòa mát. Đăng kiểm vừa mới đăng kiểm xong các bác nhé. Tất cả những vấn đề là ngon này hết. Vâng, một chiếc xe Matiz nhập 2007 đây em vừa mới lấy về. Và các bác nào có nhu cầu mua chiếc xe này thì cứ liên hệ với em nhé. Em cho các bác xem một chút về cái phần nội thất bên này. Về keo chỉ thì các bác yên tâm rồi, không có mất một phân keo chỉ là luôn. Đấy là cái điều khẳng định và chắc chắn như vậy, không mất một phân keo chỉ là táp ly táp lô, không bị bóng mòn hay không bị dập lát gì cả. Xe rất là chất, cũng khá là đẹp thôi nhé. Đây em cho bác xem keo chỉ này. Về cột keo này sáng choang hết, mới tinh hết. 145 triệu các bác nhé, một chiếc xe Matiz nhập đời 2007 số tự động. Và số tự động thì nó rất là hiếm, và đặc biệt cái dòng này chạy rất là bền luôn, nó là xe nhập mà. Đây ạ, keo chỉ đây nhá, không mất một phân nào. Các bác yên tâm là xe bao chất cho bác luôn, không bị mục mọt hay là bị sao cả. Cột kéo nguyên zin hết, cột kéo nguyên zin các bác nhé. Vâng, từ cái ghế này cũng còn nguyên zin hết này thôi này. Vâng, xe thì em đang bán với giá là 145 triệu đồng nhé. Bác nào có nhu cầu mua xe thì cứ liên hệ với em theo số điện thoại mà em đang ghi ở dưới màn hình rồi. Và các bác nào đang xem kênh của em thì không quên đăng ký, bấm nút đăng ký kênh và bấm nút thông báo để được cập nhật video mới nhất mà em đăng lên hàng ngày cho các bác. Và em xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.